Hôm nay xin giới thiệu với anh em, đây là hai loại cái bình hơi bằng đồng của Sharp Underwater Tiger Canon 737 luôn nha. Đường kính ống sắt nó xài 19 ly đó. Thì có một số đời cũ nó xài cái ống sắt 20 ly. Thì anh em mua hàng thì cứ đo cho mình kỹ mình là ống 19 ly hay là 20 ly nha, đo lỗ ống á nha. Đó. Thì cái bầu này là ron đầy đủ. Thì nó hai loại, một loại là W4 là T4 ly. Hay T4 ly là T4. Hai độ là bằng nhau nha, T4 ly nha, chuẩn theo zin. Còn là W5, W5 là T5 ly, hàng nhập về. Nhưng mà W5 là T5 ly nè, đầu bự đầu nhỏ nè, đầu 5 ly nè nha. Thì được ra mình test thử hai này lực bắn cũng như nhau thôi. Tại vì cái lỗ hơi lên đồng nó giống nhau hết. Mà nhược điểm của hàng W5 này nó dở là nó bắn rất là hỗn, xả hơi hỗn, ra đạn không chính xác nha. Thứ hai là dễ bị kẹt ti lắm, bắn xong dễ ti bị kẹt lắm, tại ti nặng. Anh đeo khuyên anh em là xài ti 4 ly đi, chỉnh theo zin đó, W4 là T4 ly, chỉnh theo nó, hàng này nó ngọt ngào hơn nha, nó trơn tru rồi, anh em bắn nó không bị dính tiền. Loại này mình test hơi sẵn, gắn ron test hơi sẵn nha, ron này cho mình hơi xài viên bi theo zin luôn, thì gắn ron test hơi sẵn anh em về ráp vô xài thôi. Mua cái bộ này được tặng thêm bộ ron sơ cua kèm theo để anh em về ráp để sau này hư có thai luôn nha. Đó, mua cái bộ ron kèm theo luôn để anh em cứ an tâm. Thì mình khuyên anh em xài W4 nó sẽ ngon hơn W5. Còn anh em muốn W5 thì cũng có, mà khuyến cáo anh em là này rất là khó chịu nha, khó xài lắm. Cái nồng anh em nào mà hơi mòn là bắn nó không chính xác đâu, tại này nó xả hơi hỗn, dễ kẹt tiền. Cứ W4 nó xài là ngon nhất. Đó, anh em mua cái đo lỗ chắc mình. Ngoài ra mình còn có cái loại bộ hơi 22 ly luôn nha, của Apache và Canon 747. Thì anh em cần cái alo số điện thoại để mình tư vấn cho nha. Rồi anh em cần alo số điện thoại này.